Món canh chua cá linh á thì vừa thanh vừa mát nè, mà cá linh đem đi chiên giòn thì giòn rụm khỏi chê luôn. Rồi còn món cá linh kho thì bùi bùi bé béo, không có gì so sánh được. Những cái món kho miền Tây sông nước mình đó thì từ xưa đã vô cùng phong phú đa dạng rồi. Đối với món cá linh cũng vậy nữa, từ kho khô, kho mặn, kho bần tới kho mắm ruốc, món kho nào ta nói cũng bắt cơm phải biết hà. Nói tới món cá linh kho, nói dễ thì thiệt là dễ, bởi nó có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để cho ra món ăn ngon mà không tốn nhiều công chế biến. Còn nói khó thì cũng có đôi phần khó, bởi người đầu bếp miệt sông nước phải nấu, phải nêm nếm làm sao để món ăn này lúc nào cũng dậy lên hương vị của mùa nước nổi, phải mang được cái sông nước mênh mang của quê mình vô đó nữa. Giữa đất trời phương Nam có gió sông lồng lộng, cả nhà quây quần bên mâm cơm, có dĩa cá linh kho mắm ruốc mặn mòi và rổ rau có chuối chát, khế chua hay cọng bông súng ăn kèm, thì khỏi cần phải thêm món gì khác nữa cho rườm rà. Chỉ đơn giản là chén mắm ruốc xào sơ với sả ớt, rồi cho cá linh vô mà kho liu riu. Vậy thôi đó, mà sao mùi mắm, mùi cá nó hòa quyện cùng nhau, ăn rơ vô cùng, để bữa cơm quê thoạt nhìn có hơi trơ trọi, nhưng mà bắt cơm thì không gì bằng đâu đó. Mùa nước nổi tràn đồng đâu chỉ là mùa tôm, mùa cá, mà còn là mùa của những ruộng mía đang vào mùa thu hoạch nữa. Vậy là bà con mình sẽ có ngay món cá linh kho mía ngọt lừ và thơm nước mũi để dọn lên trên mâm cơm gia đình rồi đó. Món này có phần hơi kỳ công một chút xíu trong khâu chuẩn bị nguyên liệu, nhưng bù lại, món ăn khi hoàn tất đảm bảo sẽ vô cùng mỹ mãn và khiến cho bất kỳ ai cũng phải gật gù. Cá linh đem kho chỉ cần rửa và móc ruột cho sạch mật đắng là được, không cần cạo dẫy. Bởi như người nhà quê mình nói rằng, cá linh mà không còn dẫy thì không còn cái vị béo đặc trưng của nó nữa. Thêm vô đó, dẫy cá linh rất mềm nên khi ăn không bị đâm họng khó chịu đâu. Cá linh mần xong để ráo nước, rồi nêm nếm gia vị, nước màu cho thấm một hồi. Mía sẽ được róc sạch vỏ, chẻ khúc nhỏ vừa ăn, rồi xếp một lớp dưới đáy nồi. Lúc này mới cho cá linh lên trên lớp mía đã xếp sẵn. Sẵn tay chặt trái dừa xiêm, đổ nước vô cho ngập mặt cá, rồi nhúm lửa kho liu riu để nước mía tuôn ra, hòa chung nước dừa, thấm đều vào từng con cá, tới khi cá chín, xương mềm, thêm mấy lát ớt, nhúm tiêu nữa là nhấc nồi xuống được rồi đó. Cá linh kho mía có mùi thơm thanh tao của cây mía ruộng quê, hòa chung vị béo thơm của con cá linh dẫy dùng nơi sông nước, lại chan hòa cùng vị nước dừa ngọt mát. Tất cả những nguyên liệu đó kết hợp lại, cho ra đời món ăn vừa thơm, vừa ngon, vừa béo, vừa ấm bụng, khó lòng mà chê cho được. Món này khi dọn ra còn nóng nghi ngút khói, có con cá mềm, có khúc mía còn tôm nước ngọt, kèm theo đó là dĩa rau sống thiệt non, cùng nồi cơm dẻo nữa chứ. Đơn giản vậy thôi đó, chứ mà ngon không biết để đâu cho hết đó à ngang. Cá linh kho đạt chuẩn là xương phải mềm, nhưng thịt lại không bị rã. Khi ăn sẽ nhai luôn xương và dẫy để cảm nhận được tròn vẹn nhất cái ngon cái ngọt của loài cá nhỏ bé, nhưng danh tiếng khắp xa gần đều biết. Nhai trong miệng, nghe thanh thanh, ngọt ngọt, mặn dịu dàng, rồi ghiền luôn hồi nào không biết. Để rồi có những đứa con phương Nam, một năm lại quay quắt chờ mùa nước nổi để được đi chặt cây mía, kéo trái dừa về kho cá linh, cho mùi thơm nồng ấm cứ dường dấn hoài trong trái bếp nơi quê nhà. Đối với những đứa con của quê hương phương Nam, thì trên mỗi bước đường mưu sinh dài theo những cột mốc riêng của cuộc đời họ, sẽ không thể nào thiếu được vị cá kho với cái vị mặn mặn ngọt ngọt đặc trưng, như để khẳng định sự độc quyền, không chỉ của một vùng đất, mà chính là hương vị của mùa nước nổi, là hương của sự cần lao, là vị mồ hôi rớt rơi trên sông nước quê nhà. Con cá linh,
Nó không tự bó mình trong một khuôn khổ nào hết, mà tự do thể hiện độ ngon của mình qua rất nhiều những món kho đậm vị sông nước. Còn cá linh nhỏ nhỏ nhưng ôm cả một tấm chân tình to lớn mà sông nước quê hương dành tặng bà con mình. Nhắc tới quê hương miền Tây Nam Bộ thì phải nói tới mùa nước nổi. Mà có mùa nước nổi thì không thể nào thiếu cái đàn cá linh lội xanh mặt nước để bà con mình trút lưới không có ngớt tai. Mâm cơm mùa lũ xứ này thì cũng không thể nào thiếu được cái giống cá ngon lành đó. Nếu mà nó đi cùng với trái bần, nè, nấm lá gừng hay là khúc mía thì cái nồi kho sẽ thêm phần đậm đà, lại càng thêm béo béo bùi bùi khó lòng mà cưỡng lại được. Còn cá linh nhỏ chút xíu vậy đó mà khiến người ta nhớ hoài. Không phải chỉ nhớ cái hương vị ngọt ngon của nó đâu, mà nhớ chính đó là nhớ cái mùa nước nổi của quê hương miền sông nước, nơi có câu ca dao níu giữ lòng người: nước hổng chưng sao kêu nước đứng, cá hổng thờ sao biểu cá linh. Miền Nam là đất của đồng ruộng, sông rạch, nên món ăn về cá không bao giờ kể hết. Mỗi loại cá đều có cách chế biến riêng. Tuy nhiên, muốn thưởng thức đầy đủ hương đất vị đồng thì phải có được mớ cá tươi sống khi vừa mua về, còn nhảy soi sói trong rổ. Mớ rau đồng đúng mùa mơn mởn mới làm được món ăn ngon đúng điệu, đúng chất miền Tây. Muốn vậy, bạn chỉ còn cách là phải đến thưởng thức tại vùng đất miền Tây thôi. Và hơn hết, bức tranh mùa nước nổi quen thuộc của người phương Nam sẽ khiến du khách thập phương say đắm. Một chuyến du lịch mùa nước nổi thực thụ là được cùng với người dân nào giữa đồng nước để tìm hiểu cuộc sống mùa nước nổi, để cùng họ chuẩn bị bữa cơm với những món đặc sản mùa nước giản đơn mà đầy ắp hương vị đầm ấm. Cuộc sống nơi đây vẫn còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, nhưng tấm lòng người dân thật thà, chân chất và phóng khoáng, chan hòa như dòng nước Mê Công sẽ để lại một kỷ niệm khó phai mờ.